Mình vừa tới nhà được một lúc, bây giờ đang đào hố để xếp tổ ong vào. Đây. Bây giờ anh tính anh đang xếp xếp tổ ong. Thì là tổ nguyên vẹn. Gì mà kỳ công thế? Đây nha anh em nhá. Do đang đào mà toàn đá không không đào được. Đào cũng khó rồi, đào được có một hố bé xíu. Toàn đá chứ không đào được. Giờ đỡ thì phải đào tiếp thôi chứ. Mệt không anh bộ đội? Chưa có hơi mệt à. Làm này bình Không thường nhỉ? anh Đấy, bộ đội 2 năm rồi làm này bình thường. sẽ đi bộ Ăn đội ấy, cần ăn em thua toàn gì? hố đấy, hố là em thua gì. Dăm ba có hố còn con. Giờ anh em lấy ra từng miếng rồi xếp lại cũng khó. Này sẽ khó lắm. Rất khó. Không cho 2 giây vào. Thì cái này cần mình xếp này cũng thích. Biết được. Cắm vào, cắm vào. Tìm mấy cõi gì nữa. Xuyên 2 dây vào, 1 dây bên này này. 1 dây xuyên bên này này, cho nó cân cân vào. Bên này thì tổ nó nghiêng quá. Ô, mưa rồi đấy. Thế rồi, nhanh lên, mưa thì không được quá. Mình cho cái to vào đỡ hơn bé xíu thôi. Bể cái dây này này. Bể nhiều cái dây này vào. Gì khó đây. Anh cắt một đoạn này này, anh cắt một đoạn anh buộc vào đây này. Hiểu chưa? Buộc vào đây rất được đấy. Rồi nát hết tủ. Buộc một đấy rồi. Mực một cái đoạn ấy vào cây vào. Làm mấy cái này cũng hơi lâu á. Bây giờ sắp mưa rồi. Xong rồi anh bộ đội. Sao là, sao đèn thông tí nhỉ? Hơi tối nha. Nhìn hơi tối đấy. Trong tối mới vui chứ. Sáng người ta nhìn thấy đấy. Quên hay dùng tại dùng điện thoại thì không có tiền mua cam. Quên hơi dùng anh em thông cảm nhé. Mai kia đầu tư cái máy quay.
xong rồi, ok. Thế này thôi, đơn giản. Đâu vậy, sao nhấc nhấc cao nữa. Nhìn nó hơi cồng kềnh. Châu đi chèn vào đây không? Chèn, châu đi chèn. Chèn vào đây. Nó chèn vào đây này. Nó sát vậy. Đi đây. Tối đây này. Quên đem sửa lại cái hố. Thôi không đào được thế thôi. Đủ đấy. Không, cái chừng nó sập ấy. Mẹ mưa sập là hỏng. Công sức bao mấy ngày này chết đấy. Thôi thế thôi. Ra ra đây đây luôn nắn luôn nói luôn nói bên này mức ấm sáng rồi đấy. Đây mấy anh em mình vừa xếp tổ ong vào này. Đây, anh em thấy chưa? Anh xem xếp hai miếng ván vào này. Đẩy hai miếng ván vào. Ừ, chờ đấy. Đào đấy, phải đào đấy. Ừ đấy, phải đào. Thôi thôi ba cái thôi, nhìn nhiều thế làm gì. Để xem cho thợ nó vào chỗ nào thế. Đâm đất vào. Nó hở. Mình sẽ lên để tạm đây nhá. Đây. Bọn mình sẽ để con ong thợ vào đây này, cái lỗ này. Xong ngày mai bọn mình sẽ đắp lại. Mà cho nhiều vào cơ, mấy cái này. Lỗ to nhỉ. Ăn hú luồng cải. Trồng thay theo công nghiệp. Này phải lớp lại, nó bé bé tí. Đây anh em, phần thợ vào đây. Bọn mình vừa dồn vào một cái này. Nhưng mà cái này nó không hết, không dồn nó được. Đây anh em.
nhiều cực, chắc tầm 200 con, và mùa này tầm 200 con là nhiều rồi. Bây giờ ong đầu mùa mà. Thì có sảnh thì nó nhanh, đéo mang sảnh. Để xem nào. Đây anh em này. Nhìn cũng được chứ. Nhìn nó chết hết này. Đào đi đây, đào nhiều vào. Không nước nó ngấm vào. Nó không ấy được đâu. Bọn mình làm xong cái